combo sạch sẽ cho các bác đi xe. Đấy, đặc biệt là sạch sẽ từ trong ra ngoài các bác nhá. Đấy, ví dụ như chiếc xe này đã được vệ sinh khoang máy. Đấy, thì cái khoang máy sạch sẽ thì khi các bác lấy gió từ ngoài này khoang máy vào ấy, thì ngoài động cơ nó sẽ hút vào thì nó sẽ đỡ được cái mùi hôi, nó sẽ giảm bớt được cái mùi hôi. Khi ví dụ như trên này các bác khoang máy của các bác đi lâu nó bụi bẩn nó bám, hoặc là có thể chuột nó lên vệ sinh ở trên này rất là bẩn. Để mà sạch sẽ và thơm to hoàn toàn ấy thì các bác làm thêm cho em cái vệ sinh dàn lạnh nữa các bác nhá. Đây, vệ sinh dàn lạnh như bên em sẽ có vệ sinh bằng cái máy nội soi nha các bác nhá. Kỹ thuật em vừa cầm qua. Ở đây thì mình sẽ có những cái dung dịch. Đây, sẽ tháo cái ấy dàn lạnh này ra và mình sẽ đi sâu vào trong dàn lạnh để vệ sinh sạch sẽ ở bên trong nhé các bác nhá. Đó. Và sau khi mà vệ sinh sạch sẽ xong thì mình sẽ có một cái chai dung dịch nha. Ở trong cái hộp này nó sẽ có đủ combo nha các bác nhá. Đấy, thì nó có hai chai vệ sinh, là một cái là vệ sinh sơ qua và một cái là diệt khuẩn. Đấy, tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng cái chai này để mình khử mùi ở bên trong xe, toàn bộ nội thất và trong khoang điều hòa này các bác nhá. Đó, bác nào mà xe mà đi sử dụng lâu mà chưa vệ sinh nội soi dàn lạnh, đấy, hoặc là xe nó có mùi, các bác có thể qua bên em để bên em vệ sinh sạch sẽ và không khử mùi cho mình nhé các bác nhé.